Rèm cửa như ý, chuyên tư vấn thiết kế hoàn thiện rèm cửa văn phòng, rèm cửa gia đình hàng đầu hiện nay. Với mẫu mã đa dạng, chất liệu tinh tế, màu sắc sang trọng, rèm cửa như ý không ngừng đổi mới và phát triển để đáp ứng nhu cầu khắt khe từ những khách hàng kỹ tính nhất. Cam kết hoàn tiền 100% nếu quý khách không hài lòng. Truy cập ngay website remcuanhuy.vn hoặc liên hệ hotline 0973 619898 để được tư vấn miễn phí và hưởng ưu đãi tốt nhất. Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng nói về mạng xã hội Lotus. Rồi những startup sẽ thay thế những gã khổng lồ, các startup Việt nên có niềm tin này để khởi nghiệp. 7:30 tối ngày 16 tháng 9, mạng xã hội Lotus chính thức ra mắt. Vị khách đặc biệt của lễ ra mắt này là Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng. Sau hơn 2 tiếng đồng hồ lắng nghe câu chuyện của những người tạo nên mạng xã hội thuần Việt Lotus, Bộ trưởng trải lòng. Hơn chục năm rồi, tôi mới được nghe mọi người nói về một cách tiếp cận mới và có một niềm tin là người Việt Nam có thể làm ra những thứ mà thế giới chưa từng làm. Khi nghe anh Tân, Tổng Giám đốc VC Corp giới thiệu, tôi nghĩ rằng tại sao chúng ta không nghĩ rằng có rất nhiều Steve Jobs Việt Nam? Sự thành công của mạng xã hội Lotus phụ thuộc rất nhiều vào chúng ta. Chính những người dùng trải nghiệm Lotus cùng đóng góp, phát triển sản phẩm cùng với doanh nghiệp sẽ tạo nên sức mạnh. Bộ trưởng Hùng phân tích, Internet có chu kỳ 15 năm. 15 năm thứ nhất là thời kỳ xây dựng hạ tầng và nền tảng của một thế giới trực tuyến với những tên tuổi như Cisco, Microsoft. 15 năm thứ hai là thời của điện thoại di động, truyền thông xã hội, kinh tế nền tảng với những tên tuổi như Facebook, Google và Apple. Hai chu kỳ này đều gắn với các công ty Internet, phần nhiều là các công ty toàn cầu. Chu kỳ thứ ba có thể coi bắt đầu từ năm 2015, khi Internet được tích hợp vào mọi phần của cuộc sống con người. Những tên tuổi mới sẽ xuất hiện, sẽ không chỉ là các công ty Internet nữa, không chỉ content và community nữa, mà phải có thêm ngữ cảnh contest. Một bài toán, Việt Nam sẽ phải có một lời giải Việt Nam. Làn sóng Internet thứ ba này sẽ là cơ hội cho các công ty địa phương sử dụng công nghệ toàn cầu để giải bài toán địa phương, Bộ trưởng Hùng nhìn nhận. Bộ trưởng cũng cho rằng làn sóng Internet thứ ba này cũng cần văn hóa mới, văn hóa hợp tác. Và mạng xã hội rồi cũng cần một cách tiếp cận mới. Giá trị khổng lồ một người tạo ra phải được chia sẻ. Cộng đồng có nhu cầu được kiểm soát luật chơi. Họ phải là chủ nhân cuộc chơi, chứ không phải là nạn nhân của những thuật toán được giấu kín. Doanh nghiệp nền tảng cũng phải bảo vệ cá nhân người dùng, không như một số doanh nghiệp gần đây bán dữ liệu cho bên thứ ba. Mạng xã hội Lotus hôm nay chúng ta chứng kiến khai trương chính là sản phẩm của làn sóng Internet thứ ba, tiếp cận theo cách mới, với những cam kết cá thể hóa, nội dung lành mạnh, cam kết tiếp cận có ngữ cảnh, cam kết bảo mật cá nhân. Những cam kết này là để giải quyết nhu cầu xã hội mới thông qua những công nghệ mới nhất, ông Nguyễn Mạnh Hùng bày tỏ. Người đứng đầu Bộ Thông tin và Truyền thông nhìn nhận, trong một cuộc chiến kinh doanh, người đứng đầu gần như hưởng lợi tất cả, thì những người đi sau phải tiếp cận có tính đột phá. Sự thành công nào cũng bộc lộ khuyết tật, nhu cầu được thỏa mãn, sẽ xuất hiện những nhu cầu mới, sẽ có những công ty mới đáp ứng nhu cầu mới của người dùng, thị trường. Bởi vậy, những startup sẽ thay thế những gã khổng lồ, đó là sự tiến hóa. Các công ty startup Việt Nam nên có niềm tin này để khởi nghiệp, Bộ trưởng nói. Đầu tư vào một thị trường khó là một việc mà không ít doanh nghiệp Việt Nam khác đã thử và thất bại. Là một việc mà tâm lý xã hội nhìn chung nói là không khả thi. Nhưng nếu VC Corp không làm và không ai làm nữa, mà không chỉ trong lĩnh vực này mà nhiều lĩnh vực khác, thì xã hội chúng ta sẽ ra sao? Bộ trưởng cũng gửi lời chúc thành công tới Lotus để tạo tiền đề cho những doanh nghiệp khác making Việt Nam. Ông cũng bày tỏ kỳ vọng đến năm 2020, người Việt Nam dùng mạng xã hội Việt Nam sẽ tương đương với người Việt dùng mạng xã hội nước ngoài. Từ trí thức trẻ, CafeBiz, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Đưa thương hiệu và sản phẩm của bạn đến với hàng triệu khách hàng mục tiêu. Liên hệ ngay Đình Nghĩa Studio a@gmail.com. Số điện thoại 0964002593.